Nghệ sĩ bàng hoàng vì hung tin diễn viên hài Anh Vũ qua đời ở tuổi 47 trong lúc lưu diễn. Diễn viên hài Anh Vũ đột ngột qua đời vào sáng ngày 2 tháng 4 theo giờ Việt Nam tại quận Cam, tiểu bang California, Mỹ khi mới 47 tuổi. Trên trang cá nhân của nữ diễn viên Kylie cách đây vài giờ đột ngột đưa ra dòng thông báo: Anh Vũ mấy hôm qua còn khỏe mạnh, diễn chung với tụi em mà sau hôm nay anh đột ngột ra đi như vậy. Tụi em không tin được là anh đã thực sự ra đi. Ở Việt Nam, ai có thể liên lạc được với gia đình anh Vũ, xin hãy thông báo tin này đến gia đình anh Vũ nhé. Chúng tôi cần liên hệ gấp với gia đình anh Vũ. Nữ diễn viên chia sẻ thêm với báo chí, trước khi ra đi, anh Vũ có nhiều biểu hiện bất thường, nói trước quên sau, quên đồ đạc. Anh Vũ vốn có tính hài hước nên không ai nghĩ nam nghệ sĩ có thể ra đi một cách bất ngờ như vậy. Ngay sau khi nghe tin nghệ sĩ anh Vũ qua đời, nhiều nghệ sĩ Việt Nam không khỏi bàng hoàng. Diễn viên Thúy Ngân viết: Tôi nghe không tin được, xin chia buồn với gia đình của anh. Lâm Vĩ Dạ phải thốt lên: Trời ơi, vì không thể tin người đàn ông của mình, người đàn anh của mình ra đi bất ngờ như vậy. MC Cát Tường chia sẻ: Trời, tôi không thể tin được. Hôm qua hai anh em còn nói chuyện với nhau trên điện thoại, còn hẹn nhau qua California gặp. Mình mới đáp chuyến bay tới nơi, định hẹn anh và Quý Bình đi cà phê mà gọi không ai bắt máy. Giờ thì nghe tin anh đã mất, tôi chỉ mong là cả tháng tư, nhưng ai mà dám dẫn ác như vậy. Cuối cùng bạn bè xác nhận anh Vũ đã ra đi mất rồi. Anh Vũ sinh ngày 28 tháng 7 năm 1972, là con thứ năm trong một gia đình nghèo, nhà có 7 anh chị em. Cha anh là công nhân, mẹ bán trái cây. Thuở nhỏ, do điều kiện gia đình kinh tế khó khăn, anh Vũ sớm phải bươn chải kiếm tiền phụ giúp gia đình sinh hoạt. 19 tuổi, anh Vũ đi bán cà phê, 20 tuổi làm uốn tóc phụ hồ sơn cửa. Một lần đứng sơn cho câu lạc bộ Phan Đình Phùng, anh Vũ đã nhìn thấy bảng tuyển diễn viên của sân khấu 5B Võ Văn Tần và bén duyên với nghệ thuật từ đó. Nhắc đến anh Vũ là nhắc đến vai má mì trong phim Gái Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng cùng rất nhiều tiết mục hài. Anh Vũ từng giành giải diễn viên xuất sắc tại Gala Cười năm 2004, diễn viên được yêu thích nhất do nhà hát Bến Thành tổ chức năm 2001, giải Cù Nèo Vàng năm 2004 do báo Tuổi Trẻ Cười tổ chức, giải Nụ Cười Vàng năm 2004 do báo Sân Khấu tổ chức. Năm 2000, anh Vũ từng mắc bệnh ung thư đại tràng và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi phát hiện bệnh bắt đầu di căn đến gan, anh điều trị thành công trong 5 năm và sống khỏe mạnh cho đến nay.